đều hù lũ cái cửa bên nhiều xe ở trên bãi biển mà không có cái gì đó. Đúng rồi. Thì qua vậy, qua về qua chúng ta để cho cậu bé nghèo đó vui. Đúng rồi. Mẹ nghĩ là có một cậu bé nghèo không có cái nón đội, xong rồi nhặt được cái nón của anh hai ở trên bãi biển thì mà... cậu bé vui lắm đấy. Cậu bé đang rất là vui đấy. Không sao nhỉ? Không sao, mẹ mua cái nón mới cho anh hai. Sao lại không mua? Ngày muốn khóc à? Thì khóc một tí cho thoải mái đi, xong rồi là thôi nhá. Tại vì cái nón đang giúp một cậu bé khác che nắng che mưa rồi.